Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật những tin tức thời tiết từ biên tập viên Quỳnh Anh. Chị Quỳnh Anh ơi, chiều tối vừa rồi thì Hà Nội xảy ra mưa lớn quá, lại trùng với giờ mà mọi người đi học đi làm về nữa. Nhiều người bạn của tôi thì có thông tin là một vài tuyến đường đã ngập úng rồi. Không biết là tình hình cụ thể như thế nào rồi ạ? Dạ vâng, đúng là tham gia giao thông khi mà trời mưa dông như vậy thật sự là khó khăn chị Yến ạ. Thưa quý vị khán giả, cách đây hơn một tiếng thì mưa dông gió mạnh đã xảy ra ở khá nhiều quận huyện ở thủ đô Hà Nội rồi. Trong đó thì một số nơi như là tại Xuân Đỉnh, Bắc Thăng Long, Cầu Giấy, Trần Bình hay là Hoài Đức thì đã ghi nhận lượng mưa từ 29 cho tới 43 mm chỉ trong vòng nửa tiếng. Và hệ quả là nhiều tuyến đường trong trung tâm thành phố thì đã ghi nhận ngập úng như thế này. Khả năng là mưa to ở Hà Nội sẽ còn duy trì trong khoảng 1 đến 2 tiếng nữa. Vì thế mà ngập úng sẽ còn tiếp diễn ở nhiều nơi. Sau đó đến đêm thì mưa sẽ giảm dần về cường độ. Mưa xuống giúp giải tỏa bầu không khí oi nóng suốt nhiều ngày qua ở thủ đô Hà Nội. Và nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay là vào khoảng 27 độ. Không chỉ riêng Hà Nội, trong tối và đêm nay hầu khắp Bắc Bộ cũng sẽ có mưa. Khu vực vùng núi và Trung Du sẽ xuất hiện nhiều điểm mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đề phòng nguy cơ ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp và lũ quét sạt lở đất ở sườn đồi núi. Còn với thành phố Hồ Chí Minh thì trong tối và đêm nay ít có khả năng mưa. Trời chủ yếu là nhiều mây với mức nhiệt thấp nhất là từ 26 cho tới 29 độ. Sang tới ngày mai thì khả năng mưa có thể đến sớm ạ. Từ 13 giờ là có thể bắt đầu mưa rồi và ngắt quãng cho đến tận tối. Có lúc mưa rào nặng hạt kèm theo đó là dông sét, gió rất mạnh. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý ạ. Ngay bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với biên tập viên Hải Yến.